Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, trong những năm qua, Lạng Giang đã huy động sự vào cuộc tích cực mạnh mẽ với một quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Quyết tâm này đã được các hội, đoàn thể tập trung thực hiện, trong đó phải kể tới vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng những con đường hoa, tuyến đường bích họa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tới từng ngõ, vào từng khu vực dân cư để thu gom rác thải. Công việc này được các thành viên trong tổ vệ sinh môi trường của xã An Hà thực hiện từ năm 2016 đến nay. Chiếc xe chuyên chở rác được huyện Lạng Giang đầu tư nay trở thành phương tiện hữu ích, mang lại môi trường sạch đẹp cho làng quê. Thì từ ngày có cái chương trình như này là bà con chúng tôi là đường làng sạch sẽ, mà về những nơi thu gom rác thải như này, về chị em về những cái điểm thu gom này thì chị em và mang về nơi tập kết rất là gọn gàng và sạch sẽ. Xã An Hà, một trong những địa phương đi đầu trong việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Lạng Giang. Tổ vệ sinh môi trường của xã cũng được công nhận đạt giải thưởng về môi trường năm 2019 của tỉnh. Phải tuyên truyền cho nhân dân làm sao để bà con nhận thức được cái môi trường là cái thiết yếu trong sự sống, cuộc sống của bà con nhân dân. Đấy, và vận động bà con nhân dân là đem rác ra đúng thời điểm và đúng nơi quy định để tổ thu gom chúng tôi là vận chuyển làm sao cho nó hợp lý, không để rác tồn lưu trên địa bàn. Mặc dù chỉ có 5 thành viên là hội viên của phụ nữ, nhưng các chị đã không quản ngại khó khăn vất vả và tham gia nhiệt tình để giải quyết vấn đề về môi trường của địa phương. Từ tinh thần và việc làm hết sức có ý nghĩa như vậy đã được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Ngày vừa vận chuyển vừa xử lý đốt thì ngày nào là phải xử lý đốt hết ngày hôm đấy. Thế từ khi có cái lò xử lý rác thải này thì tất cả những cái rác thải ở trên môi trường là đều bà con nhân dân đều tập trung ra cái chỗ điểm thu gom của thôn. Thế mà xe của tổ xử lý rác thải là đến vận chuyển trở về chỗ này để xử lý. Sức lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang tới diện mạo mới cho xã Tân Thịnh. 12 thôn xóm của xã hiện đều có con đường hoa sạch đẹp. Cùng với đó, nhiều tuyến đường bích họa cũng được thực hiện trong sự quyết tâm của các đoàn thể, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Cái mô hình này cũng đã được chị em chúng tôi đưa các chị em ở các thôn khác tới tham quan và học tập và đã phát động toàn thể. Hiện nay thì 12 trên 12 thôn đã có những con đường hoa. Sau những cái con đường bích họa này thì chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cần phải làm công tác tuyên truyền vận động sâu rộng hơn nữa để xây dựng, để có những cái con đường bích họa và con đường hoa ở 12 trên 12 thôn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện Lạng Giang đã có nhiều khởi sắc. Nhiều làng quê đang thay ra đổi thịt bằng sự góp công, góp sức của các hội viên phụ nữ trong xây dựng tuyến đường hoa, con đường bích họa. Chúng tôi phát triển những cái mô hình thu hút tập hợp hội viên gắn với các mô hình phát triển kinh tế, và cũng thông qua tổ chức cấp hội và thông qua các một số ngân hàng thì chúng tôi cũng huy động vốn để tạo cho điều kiện cho chị em hội viên phụ nữ có điều kiện để phát triển kinh tế, giảm nghèo và phát triển các mô hình mà chị em phụ nữ tham gia. Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc đầy quyết tâm của các chi hội phụ nữ. Đến nay, Lạng Giang có bước phát triển khá toàn diện, là nguồn cổ vũ động viên để các tầng lớp nhân dân tiếp tục thi đua phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.